cho Spot Bar xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình review các mẫu bánh tại shop ha. Thì hiện tại mẫu thì nó cũng ít nha các bạn, có sẵn cũng ít chứ không phải là nhiều, tại vì bánh rất là đa dạng ha. Hiện tại mẫu bánh hiện tại thì nó lên tới hơn 10 dòng nha các bạn, hơn 10 dòng bánh xe. Và mình sẽ review cho các bạn những cái mẫu bánh gọi là hot ở thị trường, chuyên về tốc độ nha, chuyên về tốc độ, ví dụ như là Zip, chuyên về tốc độ, và cái độ ổn định của vành nó rất là cao, cứng cáp nha các bạn. Thì mình review ở đây là cái mẫu bánh Zip nè các bạn. Cái mẫu bánh Zip này là Zip mẫu mới các bạn nha. Zip mẫu mới thì cái tem của nó là tem Luro kỹ thuật số, vừa có phanh đĩa và phanh vành nha các bạn. Zip này là phanh đĩa là 16 năm, còn phanh vành là 15 triệu, đùm hấp mít xuyên mít ở phanh đĩa nha các bạn. Còn phanh vành là đùm do Đài Loan sản xuất, đùm do Đài Loan thì vẫn có số serial number hết tên tên đùm các bạn nha. Và tất cả bánh xe này đều là bi sứ hết nha, bi sứ hết. Và những cái mẫu thứ hai đó là mẫu Camba Luro Dis, cái này là mẫu đĩa luôn nha bạn, xài đùm hấp mít xuyên mít, xài đùm hấp mít xuyên mít ha, tất cả đều là căm lái hẹ nha. Mẫu Camba Luro này là bề mặt bóng tem in chìm nha, logo 3D nha các bạn, logo 3D quăng carbon bạc ca. Những cái video mình có đăng lên YouTube đó, các bạn có thể tìm lại những cái video mà chi tiết về cái bánh Camba Luro này nha. Hiện tại bánh này đang cao vành là 60-60 ở phanh đĩa, cao 60-60 nha. Mình sử dụng là vỏ cuộc đời hết nha các bạn, sử dụng vỏ cuộc đời hết. Và đối với bánh xe là bảo hành là 2 năm lỗi đó mới, bi sứ Ceramic ha. Thêm cái mẫu Zip này là mẫu Zip 60-60, mẫu Zip 60-60, mẫu này rất là được ưa chuộng nha các bạn. Còn đây là mẫu Zip mới nha, mẫu Zip logo mới. Thì cái này cũng là phanh vành nha các bạn, phanh vành và phanh đĩa đều có, phanh vành có giá là 15 triệu nha. Thì so với những cái mẫu Zip cũ hơn thì cái mẫu Zip mới này tất cả logo thì nó không có làm vân mà nó in chìm lên trực tiếp lên vành luôn nha, in chìm trực tiếp lên vành. Sử dụng đùm hấp mít xi mít đối với phanh đĩa ha, còn phanh vành là sử dụng đùm do Đài Loan sản xuất, bi sứ nha. Thì đối với mẫu Zip ở đây mình có thể là mình đang quay cho các bạn là full mẫu của Zip luôn rồi các bạn. Tất cả mẫu Zip trên thị trường ở đây là mình quay cho các bạn xem là full hết luôn rồi đó. Và cái mẫu Zip thứ ba ở đây là cái mẫu Zip, các bạn có thể thấy bề mặt của nó ha. Mẫu Zip này thuộc dòng cũ nhưng mà nó đẹp nha các bạn nha. Mình chơi bánh xe thì cái nào đẹp thì mình chơi thôi. Còn nếu mà đua heo dòng mới thì cái này là tùy theo mỗi nhu cầu mỗi người nha các bạn. Các bạn có thể thấy logo Zip mẫu này ha. Và cái vân của nó là vân nhám MUD nha các bạn. Nhám MUD nha. Nhám MUD, còn cái này là vân kỹ thuật số ha. Bề mặt cũng là nhám MUD nhưng mà nó có thêm những cái vân sọc á, xấu xéo á, còn cái bánh bên kia thì nó không có. Và đối với những cái loại bánh này thì đồng giá hết nha các bạn, phanh vành là 15 triệu. Còn phanh đĩa là 16 triệu 5. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ lên số điện thoại của mình hoặc truy cập vào website CSBVM. CSBVM thì có rất nhiều mẫu bánh các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.